nhạc không có ổn đó. Ủa sao chưa hết chưa chứ chị lằn nhằn lèm bèm em rồi chị dạ? Đâu có đâu, đâu có lộn người đâu, thấy chưa, đúng mà. Nhưng mà hồi nãy hình như anh nghe thông tin là Buka vừa tu luyện ở một cái trường cao học nào đó về âm nhạc đó. Cho nên anh tin rằng mọi cái có thể thay đổi được. Dạ, thì cuộc đời mà chị, đâu phải là lúc nào mình cũng đều đều như vậy đâu. Đôi lúc mình cũng phải vượt lên chính mình. Mình phải bay qua cái hàng rào để cho người ta bất ngờ. Có nghĩa là Buka đã bay qua thành công rồi hay? Dạ, và em bay qua, nó dướng tà áo chút xíu thôi, không sao cả. Nhưng mà nói chung là bây giờ âm nhạc em đâu ổn? Dạ em ổn chứ. Em chuẩn bị đi hát rồi. Em chuẩn bị đi hát rồi. Em chuẩn bị đi hát rồi. Trời ơi, có ai cản đâu không Buka? Không ai cản cho nên là em mới bắt đầu đó chị. Chị thái độ quá thôi, chắc em không hát đâu. Không, để chị chắc em hát, em không hát đâu. Không, em hát đi, em hát đi. Chị phải thành khẩn hơn chút xíu nữa. Chị thành khẩn. Năn nỉ em. Chị năn nỉ em hát giùm chị. Em hát giùm chị. Em hát hay lắm. Em hát hay lắm. Buka. Buka. Em tuyệt vời. Em tuyệt vời. Em giỏi. Em giỏi. Đa năng. Đa năng. Đa tài. Hát đi. Hát đi. Hát đi. Hát đi. Dạ. Dạ. Em xin tặng mọi người bài hát. Đây là bài Cô bé giỏi hơn. Chiều hôm nay, vừa tan lớp học, em lơ ngơ ra trước sân trường, dường như anh đứng đó bao giờ. Đợi chờ em đã lâu, em như mưa xuân tiến dần, nhưng con tim sao cứ gọi mời. Và em quên lời ơi. Sao mà chị thái độ vậy? Anh thấy sao về ca sĩ Buka anh Trương Hướng Dinh? Có vẻ anh hơi nghẹn ngào hả? Anh rất cảm ơn em đã chú ý. Dạ, em cũng cảm ơn anh đã giới thiệu em là một nhà sáng tạo âm nhạc. Dạ. Âm nhạc của em nó đỉnh cao lắm đó nha. Dạ, cảm ơn anh. Thôi, mình đến với người thứ hai. Và anh hy vọng là cái gu âm nhạc của em nó sẽ khác chút xíu. Xin Hồng Vịnh, một cái tên rất là thú vị. Bạn có thể tặng khán giả một ca khúc, một đoạn nhạc nào đó nhẹ nhẹ được không? Em xin gửi cho mọi người một bài hát mà em cùng nghệ sĩ Dương Khắc Minh sáng tác cho Subin, bài hát được mang tên Xin Đừng Lặng Im. Nhớ đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim. Dù yêu thương chẳng còn, em vẫn xin anh nói một lời. Ngoài kia bao lá thay rơi, nhưng trong em thế giới chỉ là anh thôi. Mình xa nhau thật rồi, nhưng em vẫn chờ đợi. Thật sự là cái âm nhạc của hai bạn cũng không khác nhau là bao nhiêu. Dạ, và hát cũng hay như nhau anh nhỉ. Hát cũng hay như nhau. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ vâng. Hôm nay đến đây với chương trình Giác Quan thứ 6 thì tất cả mọi người cũng như là anh và Dạ đều mong chờ những câu chuyện mà cá nhân, những trải nghiệm về cái Giác Quan thứ 6. Thì không biết các bạn có câu chuyện nào không? Có một lần rất là ghê, rất là em đang đi chơi ở nhà bạn thì tự nhiên có nghe bên tai là kêu là Vịnh ơi, về nhà đi. Em không biết ai nói chuyện với em, mặc dù là bên đó là một bức tường. Và bây giờ em cũng không thể giải thích là tại ai nói cái câu đó. Rồi em có về không? Dạ em về với anh. Rồi có chuyện gì xảy ra không? Dạ thật sự là không có chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó còn nhỏ quá. Nhưng mà tới bây giờ em vẫn lấn cấn là không biết tại sao mà có ai nói hay là tự mình tưởng tượng ra nữa. Đó cũng là một cái tín hiệu của Giác Quan thứ 6. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với câu chuyện Giác Quan thứ 6 của bạn Buka. Là bây giờ nghĩ là nó sẽ rất thú vị. Em có một cái Giác Quan thứ 6 rất là linh nghiệm luôn. Ví dụ như có những lần như là trong một cái trường hợp nào đó, em cảm thấy là cái sự việc đó sắp sửa xảy ra với em đó, là nó xấu vô cùng. Và trong đầu em luôn lo sợ, luôn cứ một cái cảm giác sợ và hồi hộp bủng rủng tay chân hết luôn. Nhưng mà khi mà tới xảy ra cái sự việc đó là một cái là không có chuyện gì xảy ra cả. Và rất là nhiều lần như vậy luôn á. Những lúc mà em cảm thấy em xấu, cực kỳ xấu, và em sẽ bị một tai nạn gì đó là em không có chuyện gì xảy ra cả. Chị hiểu không? Chị hiểu ý không? Cái đó cũng là một cái Giác Quan thứ 6 rất là ổn định đúng không? Cái đó là do em tự tạo áp lực cho em tự tạo cảm giác cho em. Không có gì tới Giác Quan thứ 6. Giác Quan thứ 6 ở đây là nếu như em nghĩ cái việc đó nó có, là nó có thiệt, thì mới là Giác Quan thứ 6. Cái đó là Giác Quan thứ 6 bình thường. Còn Giác Quan thứ 6 của em là khác. Hiểu không? Nó cao cấp hơn. Có nghĩa là em thấy chị nói may mắn sắp tới không? Là em không may mắn, em xui. Mà em thấy chị nói em xui là em may mắn. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều ngược lại á. Đều ngược lại. Là một cái cao cấp hơn Giác Quan thứ 6 nữa. Dạ. Chắc là Giác Quan thứ 8, thứ 9 gì đó cơ hả? Em nghĩ thứ 12 á, gấp đôi. Thứ 12 luôn em nghĩ.
anh hơi lo cho ngày hôm nay. Nhưng mà không sao, chúng ta đều có một cái cảm nhận giác quan khác nhau. Thì ngày hôm nay tụi anh sẽ giúp em xác định lại là em có phải là người có giác quan thứ 6 hay không. Bây giờ thì xin mời hai khách mời của chúng ta về vị trí. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vòng 1 của chương trình có tên là Xuyên Thấu. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba chàng trai. Họ sẽ đứng sau ba bức màn trắng, có nghĩa là mình chỉ nhìn thấy được cái hình dáng của họ thôi. Từng người sẽ nói ra cái quan điểm, sở thích, rồi tâm sự nhẹ nhẹ. Dựa vào đó mình sẽ hình dung được gương mặt của họ như thế nào. Sau đó thì chúng ta sẽ được nhìn thấy hình ảnh của ba chàng trai trên màn hình LED đây. Và nhiệm vụ của chúng ta là hãy kết nối như thế nào để cho gương mặt này nó khớp với chàng trai đó. Nếu như bạn nào đưa ra đáp án chính xác thì sẽ đem về cho mình 5 điểm. Quá đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào Xuyên Thấu. Luca, dạ, em thấy ấn tượng với cái chàng trai nào nhất? Dạ, em thấy ấn tượng với anh số 3 nhất. Tại sao? Bờ vai nghiêng nghiêng. Bờ vai rất là ấn tượng. Tại sao mà có thể đứng được một cái tướng như vậy ta? Nói họ người ta thường đứng dày, 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 sao mà sâu, không hề dẫn hai vậy á. Vì khi ảnh là một người cá tính. Không, em đoán được nghề nghiệp của ảnh luôn. Nghề nghiệp gì? Chị có đi đường Nguyễn Trãi không? Có mấy chỗ bán đồ, bán quần áo rồi biết không? Có mấy anh đứng ở ngoài á. Ghé lại đây nè em, ghé lại đây nè em. Ghé lại đây nè em. Đó. Bị bệnh nghề nghiệp á chị, cái nghiêng luôn vậy nè. Rất là lúc. Dài á. Được. Còn Vịnh, bạn có ấn tượng với chàng trai nào ở trên đây? Theo em thì em ấn tượng với bạn số 2. Dáng đứng của bạn đó rất là thẳng thớm. Tay thì đưa lên cầm vạt áo, kiểu rất là gentleman. Bây giờ thì để tạo cho các bạn nhiều ấn tượng hơn, từng chàng trai sẽ bắt đầu trò chuyện nha. Xin mời chàng trai đầu tiên. Xin chào, việc dành cho tôi là Cún. Với bạn bè, tôi là một người vui vẻ, hòa đồng, là người tạo không khí cho những buổi họp mặt, ăn uống. Không có tôi thì mất niềm vui đó nha. Ngược lại, khi ở nhà, tôi là người khá trầm lặng, ít nói. Tôi nghĩ ông Khang Thức Táo, người phụ nữ 90% là đúng, vì họ rất là nhạy bén. Trong nhà, nếu anh chị em có chuyện gì xảy ra hoặc không vui, mẹ là người cảm nhận đầu tiên, thường sẽ gọi điện hỏi thăm. Sau cái phần giới thiệu về bản thân vừa rồi của bạn Cún thì khách mời ở đây bây giờ mình hỏi Buka trước đi ha. Dạ. Em sẽ liên tưởng ngay là cái gương mặt bạn này như thế nào? Dạ, kiểu mấy bạn mà ngày xưa em đi học á, hay học chúng em á, mấy bạn mà hay học thuộc bài, thuộc lòng á. Mấy bạn mà hay đeo cặp mắt kính xong rồi cái mặt hỏng hỏng như vậy nè, vuông vuông này nè. Cái giọng nói nó đều mà giống như mình bắn pháo vậy. Nó cứ vậy á, nghe nó rất là dễ chịu. Cảm ơn Buka. Mời bạn Vịnh. Em đoán đây là một người chắc là nằm trong những cái cung hoàng đạo rất là kiểu trầm trầm, kiểu cự giải, thiên bình hay là kiểu hiền hiền vậy đó. Em đoán gương mặt bạn này chắc cũng hiền, kiểu như là mắt hơi nhỏ nhỏ xong rồi hơi đi xuống xíu. Nặng tình cảm ha? Dạ, người tình nặng cảm, tình cảm như anh vậy nè, anh biết rồi. Giọng nói thì nói ra hơi hơi yếu, thiếu nội lực. Thì em nghĩ là môi thì chắc là không mỏng. Hãy ghi nhớ như vậy và lát nữa chúng ta sẽ lựa chọn trên đây nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với người thứ hai. Xin mời. Xin chào, tôi là cà ri. Vì tôi thích ăn tất cả các loại cà ri, như cà ri dê, cà ri gà và cà ri bò. Mẹ mình nấu những món này cực kỳ ngon. Tính cách tôi là một người vui vẻ, hoạt bát, thích chọc cười người khác, dễ gần, hiền lành, nhưng không dễ bị ăn hiếp đâu nha. Tôi thường cùng bạn bè đi phượt ở rất là nhiều nơi, đặc biệt là Đà Lạt. Cuộc đời tôi là một chuỗi ngày may mắn, đón đầu trúng đó. Nhớ có lần đi thi tốt nghiệp, tôi không kịp học bài, chỉ học thuộc 5 câu mà lại may mắn trúng tủ, được hẳn cả 7 điểm. Vì vậy, tôi nghĩ giác quan thứ 6 của tôi không phải dạng vừa đâu. Buka hay Vịnh, có ai thích ăn cà ri không? Dạ, em thích ăn cà ri lắm, nhưng mà hơi dơ. Là sao cô? Ăn nó hơi dính, hơi dơ. Thì mình ăn xong mình lau miệng mà. Dạ, tại ăn nhiều khi mình đi tiệc mình ăn nó hơi bèm nhèm. Mình ăn bình thường ở nhà thì được. Ủa, em ăn uống hàm hồ lắm hả Buka? Người ta nói là nam thật như hổ, nữ thật như miêu mà Buka. Ủa chị lại không hiểu em nữa rồi. Mình ăn nó phải kiểu thoải mái nó mới ngon, chị hiểu không? Dạ. Rồi thì Buka đang có hình dung như thế nào về chàng trai thứ hai? Em nghĩ là chàng trai thứ hai này hãy để xin Hồng Vịnh nói trước đi, tại xin Hồng Vịnh là người ấn tượng lúc nãy. À đúng rồi.
Em ấn tượng với bạn này da đen là, làn da sẽ hơi là ngâm tại vì bạn này thích đi phượt. Giọng nói của bạn ấy rất là dõng dạc, rất là hoạt bát. Gương mặt thì chắc là mắt hơi to xíu, môi hơi mỏng, gương mặt thì không có nhiều góc cạnh. Cảm ơn Vịt. Bút hò. Nếu mà bạn này thích đi phượt, thích ăn nhiều món ăn thì chắc chắn bạn sẽ là người nhìn bề ngoài có vẻ rắn rỏi, khỏe khoắn lắm. Hơi đen, mặt chắc là mặt tròn. Hết biết nữa rồi. Không thấy được gì hết, không cảm nhận được gì hết anh ơi. Chị nghĩ là như đó cũng đủ rồi. Dạ. Cảm ơn Buka. Rồi, mình lại tiếp tục thôi. Xin mời chàng trai thứ ba. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Bibi. Tính cách của tôi là hòa đồng, thân thiện và hài hước. Tôi có sở thích ca hát và chơi thể thao, bơi lội, đá banh, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Hầu như tất cả các môn thể thao tôi đều chơi được. Tôi thích mỗi người phụ nữ xinh xắn, dễ thương, cao trên 1m6, hòa đồng, tự tin, đặc biệt là sống tình cảm, yêu thương mọi người. Tôi nghĩ giáo quan thứ 6 đúng 90% ở những việc quan trọng. Ví dụ như là tôi có thể linh cảm mình sắp mất đồ nhưng không biết khi nào mới mất. Do đó dù có biết trước đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì. Thật là đáng buồn. Cảm ơn bạn BB. Một bạn trai hội tụ đủ cái trung tâm thể dục thể thao. Cái giọng này nghe rất là hay và chắc là hay đứng nói chuyện nhiều trước mặt mọi người, thể hiện nhiều trước công chúng đám đông đồ, thì cho nên là anh có vẻ tự tin. Theo như qua cái giọng nói phát âm ra thì em nghĩ được cái khuôn miệng của ảnh á, cái miệng nó hơi tròn tròn và cái răng nó phải dài. Tại vì cái độ dài của cái răng đó, nó sẽ che được cái lực phát ra, cái âm thanh phát ra. Làm cho cái giọng nó trầm trầm xuống một chút xíu. Hàm răng dài. Nói chung là bạn này chơi thể thao rất là nhiều, cho nên em nghĩ thân hình thì chắc cũng kiểu cục cục sáu múi. Bắp chân này kia cũng nở nang này kia. Khuôn mặt thì em nghĩ là điển trai, lông mày rậm, mắt kiểu thần thái, xong rồi mũi cao, rồi răng trắng. Răng trắng hết. Bây giờ thì chúng tôi sẽ cho các bạn xem gương mặt của ba chàng trai. Xin mời. À, cái anh râu râu kia không biết ở đâu ha. Anh râu râu là anh thuộc bài là em nói là cái anh số 1 của anh đeo mắt kính hay thuộc bài á. Đúng rồi, nãy Buka có nói là đeo mắt kiến, mặt vuông vuông đó. Hay quá. Để giữ yên quan điểm nha. Dạ. Hãy trắc nghiệm xem là cái giác quan của em có đúng hay không. Em sẽ tin vào cái giác quan của mình. Đầu tiên là chàng trai có biệt danh Cún. Cún. Thì theo Buka, chàng trai Cún sẽ sở hữu gương mặt nào? Dạ em nghĩ là số 3. Số 3. Dạ. Mời Vịnh. Dạ em cũng nghĩ là số 3, em chọn số 3. Tiếp theo là anh Cà Ri. Anh Cà Ri, anh thích ăn cà ri. Đúng. Con răng anh có vàng không? Anh nào răng vàng ạ? Anh cà ri chắc là anh số 2 á. Anh số 2. Dạ ăn cà ri. Tại vì em thấy cái mặt nó khớp với cái dáng đó. Cái mặt đó nó nhỏ nhỏ khớp với cái dáng nhỏ nhỏ. Thật ra thì nếu mà theo giác quan á thì em giống Buka. Nhưng mà bây giờ thử ngược lại thử xem nha. Em nói số 1 là sẽ người thích đi phượt. Tại da bạn nó hơi ngầm ngầm, người rắn rỏi. Em nghĩ là số 1. Vậy thì chàng trai có biệt danh là BB, Buka sẽ chọn là gương mặt số 1. Còn dạ. Vịnh sẽ chọn là gương mặt số 2. Chúng ta sẽ cùng mở cái người đầu tiên, bạn Cuốn. Tại vì hai bạn cùng chọn cái người này là gương mặt số 3. Nào, xin mời bức màn của bạn Cuốn vén lên. Cái người này mà sai là ra vấn đề. Hồi hộp quá vậy nè. Tới cái hàng cầm mới là biết rồi. Có râu. Chính xin xác. Chúc mừng, hay quá. Quá xuất sắc. Giác quan em ổn rồi đúng không chị? Dạ. Ổn, giác quan Buka ổn mà. Dạ. Có ai nói gì đâu nè. Chỉ duy nhất với âm nhạc là không ổn thôi. Em biết điều đó. Như vậy thì chúng tôi đã có được gương mặt số 3 là của bạn Cún. Thế thì bây giờ chúng tôi sẽ mở luôn hai gương mặt còn lại cùng một lúc nha. Xin mời. Hồi hộp quá nè, còn hơn là đi lấy chồng nữa. Chúc mừng Buka. Wow, em
mình chưa biết là em đúng không nữa, tại em không thấy rõ luôn. Cô Ca đã xuất sắc mang về cho mình 15 điểm, chúc mừng.